truyền hai. Số 1 của ngân hàng công thương lúc này có thể sẽ là một trong những suất chính thức ở đội tuyển quốc gia. Vừa rồi là một cú đập sau vạch 3m của Dương Thị Hên. Khác với trận đấu gặp hai đối thủ quốc tế đó là trẻ Thái Lan và Thiên Tân. Trong những điểm quyết định đại. Rất khó chịu. Quá hay. Các bài phát triển đường dàng đang chơi đầy cố gắng. Dứt điểm, dứt điểm. Cú đập tuyệt vời của Dương Thiên, bóng đã đi trúng mặt một cầu thủ của Hóa Chất Đức Giang, đập rất mạnh. Như vậy người bị trúng bóng đó là Hồng Phương. Phương đã không thể né bóng. Và cũng xem lại cú đập này của Dương Thiên, đập rất mạnh. Vào những cầu thủ trẻ như Lưu Thị Huệ hay Nguyễn Thị Trinh giữ họ ở lại sân, và khi đã vượt qua được thời điểm rất nhiều áp lực tâm lý đó, ở trận đấu này chúng ta thấy được các cầu thủ đều rất chắc chắn với các pha xử lý của mình. Set đấu thứ hai và lúc này thì tỷ số sau hai set. มาริโอมาครับฟรีข้ามไปแล้วโอกาสของเวียดนามคราวนี้ทำได้ดีครับจังหวะนี้นี่ครับจังหวะให้มาแล้วเป็นเดียวชิเฮนครับที่เข้ามาตีครับตีสองรอบก็รับลำบากแล้วครับ